Thế anh xin chào cả nhà. Và ngày hôm nay thì bên em lại tiếp tục về thêm một mẫu xe đến từ thương hiệu của Đức, một trong những ông lớn của ngành xe hơi. Đó là chiếc Mercedes-Benz C200, xe được sản xuất năm 2003, phiên bản số sàn, màu đen mọi người nhé, mang biển kiểm soát là 29S6626, biển rất là đẹp luôn này. Về phần tổng thành ngoại thất của xe đây nhá. Về phần thiết kế đầu xe đây. Đèn pha đôi liền mọi người này. Phần mặt ca lăng đây nhá, logo đây. Hai cụm đèn pha thì còn giữ được nguyên bản theo xe, và trang bị theo xe là bộ mâm đúc hoa mai đây. Và dàn lốp mezzanine gọi này, kè rãnh rất là dày nhá. Ok nhá. Đăng kiểm thì đến tháng 9 này, tháng 9 năm 2021. Một mẫu xe hạng sang đến từ thương hiệu Mercedes, rất là nổi tiếng rồi. Thương hiệu Mercedes thì nổi tiếng về những mẫu xe siêu sang, một trong những ông lớn của ngành xe hơi, đi đầu về những ngành công nghiệp ô tô này mọi người nhé. Một trong ông lớn của ngành xe hơi đây, đi đầu về ngành công nghiệp của ô tô. Chất lượng thì mọi người yên tâm rồi, chất lượng thì quá là bền bỉ rồi, xe chạy rất là bền bỉ và lành. Và nói về tính năng an toàn cũng như form dáng thiết kế thì rất là đẹp luôn mọi người nhé. Về phần cụm đèn hậu đây, đèn hậu rồi còn nguyên bản theo xe cả nhà nhé. Về phần hệ thống khung gầm đây, khung gầm thì em sẽ cho mọi người quan sát luôn nhé. Đây, hệ thống khung gầm thì rất là sáng nhé, không mục ngoặt. Một vòng tổng thành ngoại thất của xe đây, sơn xi màu đen. Sinh nhan được tiếp trên gương, bộ mông đúc hoa mai này, 15 inch đây mọi người nhá, 195/65R15. Dàn lốp 4 quả thì còn khe rãnh còn tầm khoảng 80% nữa. Về phần nội thất đây, em sẽ cho cả nhà cùng tham khảo luôn nhé. Xe thì được trang bị là hai ghế điện này, vô lăng này, 4 chấu đây nhá, rất là đẹp mọi người này. Tích hợp các phím điều chỉnh này. Túi khí an toàn thì có tận 6 túi khí an toàn nhá. Túi khí an toàn thì xung quanh xe lên luôn. Nên là mọi người cứ yên tâm khi ngồi trên những dòng xe mẹc này thì độ an toàn rất là cao. Xe chạy khá đầm và chắc mọi người nhá. Thiết kế nội thất đây, cửa gió điều hòa này, điều hòa auto này, củ số đây, một trong những phiên bản hiếm của dòng Mercedes-Benz. Thì đa số thì Mercedes-Benz thì sản xuất là toàn phiên bản số tự động mọi người nhá. Phiên bản số sàn thì cũng được gọi là rất là hiếm tại thị trường. Chế độ đèn pha auto này, gạt mưa auto. Về phần táp lô táp ly đây, rất là sạch sẽ luôn mọi người nhá. Đấy, táp lô gì cũng có túi khí an toàn mọi người này. Gương kính chỉnh điện, ghế da zin còn nguyên bản theo xe. Đây, khóa khiển đây, khóa khiển theo xe này rất là đẹp mọi người này. Bậc tì tay đây, sân nỉ nguyên bản khá là sạch sẽ. Và với mẫu xe này thì bên em đang chào bán với giá là 135 triệu nhá. Chỉ với 135 triệu thôi là mọi người đã sở hữu xe rồi. Và xe thì anh cam kết cho cả nhà là không lỗi nhá. Đấy, phần điều hòa thứ hai này. Nội thất ngồi thì rất là rộng rãi rồi. Ghế da zin nguyên bản theo xe còn khá là đẹp luôn mọi người nhá. Form ghế thôi, còn rất là căng này. Rèm chắn nắng tự động đây. Túi khí an toàn thì xung quanh xe này, chở gia đình đi lại thì khá là ok, khá là yên tâm. Một dòng xe cực kỳ là lành xe và chạy rất là đầm chắc nhá. Độ cách âm của những dòng Mercedes này thì khá là tốt cả nhà nhá, cực kỳ là tốt luôn. Cách âm tốt, âm thanh nghe cực hay. Đây, phần táp ly đây, da đây còn giữ được nguyên bản theo xe này, rất là đẹp luôn cả nhà nhá, không một vết bục chảy xước luôn. Đấy, chứng tỏ một chiếc xe là được rất là giữ gìn, được bác chủ xe rất là giữ gìn luôn cả nhà này. Táp lô táp ly đây, nội thất rất là tươi luôn. Chỉ với 135 triệu đồng thôi là mọi người đã sở hữu được một mẫu xe sang đi rồi, phiên bản số sang.
Đấy, cả nhà mà quan tâm đến mẫu xe này thì vui lòng liên hệ cho Thế Anh theo số điện thoại 0354 152 888 nhé. Và địa chỉ để xem xe trực tiếp đó là thôn Đại Uyên, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Cả nhà quan tâm xe thì có thể xuống trực tiếp để đi thử xe cũng như là để test xe, biết rõ hơn về chất lượng của xe mọi người nhá. Kinh Môn thì không có dịch bệnh gì cả nên là mọi người cứ đi lại bình thường thôi. Nội thất rất là tươi tắn, sơn xi đẹp. 135 triệu đồng thôi. Đây phần táp lô táp ly đây. Rất là sạch sẽ luôn. Da thì còn rất là đẹp. Không một vết chày xước luôn mọi người nhá. Màn hình này. Màn hình cam lùi. Ghế điện bậc lên xuống đây. Hiếm có chiếc xe nào mà từ 2003 giờ mà còn giữ được nội thất còn zin nguyên bản, còn đẹp như thế này. Đấy, một chiếc xe còn rất là chất luôn cả nhà nhá. Bây giờ em sẽ cho cả nhà tham khảo qua về phần khoang động cơ của xe. Đây nội thất của em nó đây. 135 triệu đồng thôi. Và bên Thế Anh thì có mua bán trên toàn quốc cả nhà nhá. Đấy, mọi người mà ở xa mà có nhu cầu muốn bán xe thì cứ liên hệ cho Thế Anh nhá. Em sẽ thu mua 24/24 và trên toàn quốc. Còn đâu là cả nhà mà ưng xe thì chỉ cần cọc trước cho em 30 triệu đồng thôi là em sẽ vận chuyển xe lồng vào cho mọi người nhá. Xe lồng bên em thì đi dọc tuyến quốc lộ 1. Mọi người cùng nói xe tại dọc tuyến quốc lộ 1 nhá. Âm thanh điều hòa thì nghe vẫn còn rất là ok luôn nhé. Tất cả mọi chức năng hoạt động bình thường mọi người nhé. Bây giờ em sẽ cho cả nhà tham khảo về phần khoang động cơ của xe. Đây. Đồ đang taxi đi mọi người nhé. Và tất cả nguyên bản hết này. Phải cam kết cho cả nhà xe không đâm đụng, không ngập nước. Và phần những máy nổ này, máy đang hoạt động rất là êm này. Và có một chút rung giật gì cả nhé. Máy nổ cực kỳ êm luôn này. Rất là khô ráo này. Một chiếc xe máy số còn rất là chất luôn. Máy móc thì còn rất là khô ráo cả nhá. Rất là khô ráo này. Đó. Thì chi tiết lắp cabo đây, nỉ đây. Máy nổ cực kỳ êm này. Chỉ với 135 triệu đồng thôi nhá. Cả nhà mà quan tâm xe thì liên hệ cho Thế Anh theo số điện thoại 0354 152 888. Và địa chỉ để xem xe trực tiếp đó là thôn Đại Uyên, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương nhé. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi hết video của em. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tới nhé.